Sau gần 2 năm đại dịch, những chiếc tàu du lịch này gần như mới đón khách trở lại. Dịch bệnh đã làm cho nhiều chủ tàu kiệt quệ. Giải pháp doanh nghiệp cần lúc này để sớm có thể phục hồi, đó là sự hỗ trợ về tài chính từ phía ngân hàng, nhà nước. Thì tất cả các doanh nghiệp du lịch và lữ hành hàng không bây giờ đều kiệt quệ rồi. Bây giờ không có những cú hích từ bên ngoài và cái đòn bẩy về tài chính thì doanh nghiệp không có cái sức để có thể gượng dậy được nữa. Trong ngành du lịch chúng tôi chỉ còn khoảng 5% là còn tồn tại, đang thoi thóp thì cần phải có đẩy mạnh ít nhất là giúp được 5% cái doanh nghiệp này để họ tồn tại để phát triển trong cái thời gian tới. Mặc dù chúng ta nói là mở cửa nhưng mà mở cửa ai sẽ là những người làm việc? Những doanh nghiệp nào sẽ có thể đón được khách thì hãy để những doanh nghiệp vẫn còn đang sống để mà họ có thể để phát triển bằng những cái cơ chế bằng cái đòn bẩy tài chính, ví dụ như là cho vay và không có thế chấp, hay hoặc là ngân hàng nhà nước có thể cho những khoản vay hỗ trợ qua lãi suất, ví dụ như vậy. Du lịch được dự báo là ngành kinh tế có khả năng phục hồi nhanh nhất sau đại dịch. Do đó, để phục hồi và phát triển ngành du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới thì cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh liên kết hợp tác vùng miền, xúc tiến quảng bá du lịch. Đặc biệt, cần quan tâm đến giải pháp hỗ trợ cho lực lượng lao động trong ngành du lịch. Vì đây là qua cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta đều thấy là các doanh nghiệp cũng như là cộng đồng người dân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch đã chịu cái tổn thất rất là lớn. Và hiện nay nếu mà không có những cái hỗ trợ thì rất là khó để mà có thể có được các nguồn lực, bởi vì rất nhiều các cơ sở vật chất mà các cái doanh nghiệp cũng như là cộng đồng người dân đầu tư thì vừa đã xuống cấp rất là nhiều, và để một thời gian gần 2 năm không triển khai, rồi là đặc biệt lực lượng lao động thì là mất việc làm, rồi cái nguồn thu nhập không có. Và vì vậy thì để mà vực dậy với cái đội ngũ lao động mà đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp thì chắc chắn là phải có những cái cơ chế chính sách của nhà nước. Áp dụng hiện nay là cơ chế chính sách đã có, và chúng ta đẩy mạnh cái việc áp dụng cho ngành du lịch, ưu tiên cho ngành du lịch, vì chúng ta xác định du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tạo cơ hội cho ngành du lịch phục hồi trong bối cảnh dịch vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, để thực sự giúp ngành du lịch phục hồi bền vững, thì cần có sự đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương, tránh tình trạng sáng nắng chiều mưa, khiến doanh nghiệp không chạy theo kịp. Chúng ta đã bắt đầu bước sang một trạng thái mới sau cái nghị quyết 128, là chúng ta bắt đầu sống chung với COVID, và chúng ta bình thường, trong cái trạng thái bình thường mới thì phải làm rất nhiều việc. Thứ nhất là vấn đề chính sách. Thì có những vấn đề nào có thể làm được thì chúng ta làm ngay. Và quan trọng bậc nhất hiện nay là sự đồng nhất giữa chính sách mở cửa ở trong tất cả các cái địa phương, để cho khách du lịch nội địa hay quốc tế họ có vào thì họ hiểu rằng chúng ta chỉ có một cái quy định thôi. Đó là quy định đấy đảm bảo an toàn cho họ, cho người dân của chúng ta. Thế và thứ hai là các cái quy trình hoạt động là thống nhất cho từ khi bước chân vào cửa khẩu cho đến khi đi du lịch ở Việt Nam. Thế cho nên cái mong muốn của tất cả các doanh nghiệp hiện nay là làm sao chúng ta thống nhất được các chính sách, các quy trình từ tất cả các địa phương. Sau 4 đợt dịch, phục hồi du lịch khó khăn hơn, hoạt động kích cầu cũng rất khó tiếp cận khách du lịch. Lượng khách đi du lịch còn thấp do tâm lý còn ngại dịch bệnh. Do đó, muốn phục hồi hoạt động, du lịch phải tạo được cảm giác an toàn cho khách, cho chính người làm du lịch và cho cộng đồng.